Tập đoàn xe khách Tân Quang Dũng Thành Liên tuyến Đà Lạt xin kính chào quý khách. Với hệ thống xe phòng nằm 22 cabin đôi cao cấp, nhà xe chuyên tuyến Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lộc, Lâm Đồng và ngược lại. Giờ xuất bến đi vào buổi chiều tại Quảng Trị 2 giờ, Huế 3 giờ, Đà Nẵng 5 giờ. Giờ xuất bến đi ra buổi chiều tại Bảo Lộc 1 giờ, Đức Trọng 2 giờ, Đà Lạt 3 giờ. Nhà xe nhận vận chuyển hành khách và hàng hóa tất cả các ngày trong tháng, có xe trung chuyển đón trả khách tận nơi miễn phí. Tổng đài đặt vé 0707 053 053. Tân Quang Dũng sẵn sàng phục vụ. Tập đoàn xe khách Tân Quang Dũng Thành Liên tuyến Đà Lạt xin kính chào quý khách. Với hệ thống xe phòng nằm 22 cabin đôi cao cấp, nhà xe chuyên tuyến Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Đức Trọng, Bảo Lộc, Lâm Đồng và ngược lại. Giờ xuất bến đi vào buổi chiều tại Quảng Trị 2 giờ, Huế 3 giờ, Đà Nẵng 5 giờ. Giờ xuất bến đi ra buổi chiều tại Bảo Lộc 1 giờ, Đức Trọng 2 giờ, Đà Lạt 3 giờ. Nhà xe nhận vận chuyển hành khách và hàng hóa tất cả các ngày trong tháng, có xe trung chuyển đón trả khách tận nơi miễn phí. Tổng đài đặt vé 0707 053 053. Tân Quang Dũng sẵn sàng phục vụ.